sau khi chúng tôi đã đưa khớp trở về bình thường đó, thấy không? Nó đang chỗ khác đó, thấy không? Rất là ok. Đèn đèn nào nó được vô không? Vô phải không? Đó, thấy không? Khớp hoàn toàn. Cái ca này bẩm sinh là thiếu răng hàm dưới, thiếu răng hàm dưới, răng 31 hay sao? Cho nên bị lệch, cho nên cắt sang hai bên khác nhà đó, chúng ta thấy không? Bây giờ vô hoàn toàn rồi. Đây là cái máng quan trọng, cái máng này là bác sĩ chuyên về niềng răng sẽ làm cho mình để khớp cái cắn vào nó. Vậy chúng ta nhìn nào, nhìn rất ok, hết móng hoàn toàn rồi đúng không? Đó. Bạn này là bị móng nhưng mà hàm dưới là rất là nhiều, do mắc cái răng bị xô đổ làm răng hàm dưới mỗi bên một cái xô đổ lệch hoàn toàn, cho nên trường hợp này chúng tôi bắt buộc phải niềng răng khớp. Đó, niềng răng. Bạn này là niềng răng 1 năm, sau 1 năm niềng răng là chúng tôi tiến hành phẫu thuật hàm này, chỉ cắt BS echo hàm dưới, cắt một cành bên hai bên và trước trước đùi về sau. Như vậy này, chúng ta đã cắt, bây giờ chúng ta sẽ cắt đùi về đó. Và sau khi cắt khớp cắn đùi về thì chúng ta sẽ hết móng và chúng ta sẽ niềng răng hàm thường trong một thời gian ngắn nữa. Thì các bạn mới thấy là khi chúng tôi cắt rác thì các bác sĩ về niềng răng lên kiểm tra khớp cắn. Trong phẫu thuật mặt thì nên phối hợp giữa bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ chuyên về chỉnh ngay cái niềng răng để người ta biết khớp cắn như thế nào, vào bao nhiêu, ra bao nhiêu, cái trục như thế nào. Đó, thì nó rất quan trọng. Thì sau khi chúng ta đã rác thì bác sĩ về niềng răng vừa lên đánh giá là khớp cắn ok thì chúng tôi mới đầu bàn ốc lại và chỉ cần khâu thì dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Dạ bác sĩ ơi, thì hồi nãy mình cũng có nói cho các bạn khán giả nghe về việc mà mình sau khi mà mình thực hiện phẫu thuật thì mình nên ăn uống như thế nào. Thì không biết còn việc mình vệ sinh răng miệng sau khi phẫu thuật sẽ cần lưu ý những vấn đề nào ạ? Thì lúc đầu, mấy ngày đầu tiên chúng ta phải có một nước dung dịch đặc biệt để chúng ta súc miệng cho nó sạch sẽ, đúng không? Và chúng ta cũng chưa đánh được và răng được mà chúng ta có một cái dụng cụ, cái là cái giải mà phải lau, chúng ta lau răng sạch sẽ và súc nước uống, phải súc nước dung dịch đặc biệt à, về sức tùng đó. Sau khi chúng ta một tuần chúng ta cắt kỹ xong xuôi hết rồi thì chúng ta mới bắt đầu đánh răng, đánh mần chảy răng với mần chảy nó mềm nha, cho đến mình chảy mặt gì tổn thương niêm mặt, xong khoảng 10 ngày là chúng ta đánh răng được cũng bình thường. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ có một bạn hỏi bác sĩ là nếu như mà em đang bị viêm nú thì mình có thể phẫu thuật được không ạ? Viêm nú thì tốt nhất chúng ta phải điều trị ổn định hết viêm, vì khi nếu ổn định chúng ta phẫu thuật dễ bị nhiễm trùng tổn thương, tốt nhất chúng ta phải điều trị ổn định trước xong rồi chúng ta phẫu thuật ngay. Viêm nú nhưng mà biết là viêm nú gì chúng ta phải kiểm tra, tới gặp nha sĩ chúng ta kỹ nha. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ bác sĩ ơi, thì đối với những trường hợp mà mình phẫu thuật hàm mặt tại bệnh viện JW á bác sĩ, thì sau khi mà mình thực hiện phẫu thuật thì mình có cần phải sử dụng đai định hình nào để mình cố định được gương mặt của mình không ạ? Nên có sử dụng cái đai định hình nó cuốn từ phía trên qua hàm để giữ cái hàm ép không? Cái tác dụng một cái tác dụng chống sưng. Thì trong tuần đầu tiên chúng ta nên đeo cái đai định hình đó để chống sưng. Có thể đeo được trong vòng 1 tháng cũng được, mà tuần đầu bắt buộc chúng ta đeo thường xuyên. Sau đó chúng ta đeo cách quán cũng được. Đeo nghỉ ngơi vài giờ tất cả. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ bác sĩ ơi, thì có một bạn hỏi mình là khi mà bạn này chơi boxing á bác sĩ, thì không biết là phẫu thuật xong thì bạn này có thể tiếp tục chơi boxing được không ạ? Ồ cũng rõ. Nếu mà nói thật ra thì cái xương mình á, bạn trẻ lắm, 22 tuổi à, thì sau khi khoảng 2 tháng, 3 tháng là xương mình lành hoàn toàn rồi. Còn nếu mà để mà đánh boxing mà gãy xương hàm tôi nghĩ chắc một tai nạn rất là lớn, tai nạn đủ lực thì dù có mổ hàm hoặc không mổ hàm là gãy rồi, thôi còn dễ gãy được cái này đâu, xương lành hoàn toàn đó. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ vâng, em xin chào bạn Nguyễn Pha. Thì bạn có hỏi là chỉnh hàm hô thì chi phí ở bệnh viện JW là bao nhiêu? Bạn ơi, thì tốt nhất thì mình có thể là inbox trực tiếp về cho phía bệnh viện, hoặc là cũng có thể là chụp cái tình trạng hàm mặt của mình như thế nào để có thể biết được cái mức chi phí chính xác nhất.
Ngoài ra thì tốt hơn hết là chúng ta nên đến thẳng bệnh viện JW Hàn Quốc để các bác sĩ tư vấn trực tiếp cũng như là đánh giá cái tình trạng hàm hô của mình, là mình hô ít hay là hô nhiều, thì từ đó mới có thể đưa ra được cái phương pháp điều trị chính xác nhất của mình ạ. Dạ quý vị khán giả ơi, thì đối với hoàn cảnh của bạn này thì từ năm lớp 8 á, thì bạn này cũng có chia sẻ với bác sĩ Tú Dung rằng là khi mà mình đi học thì các bạn đều bị đều gọi bạn với cái biệt danh đó là nhìn giống Don Quixote trong chuyện đánh nhau với cối xay gió. Thì nếu như mà mình biết về cái câu chuyện này thì các bạn chắc cũng biết về nhân vật này. Thì nhân vật này thì hàm dưới của mình cũng là bị đưa ra quá mức so hẳn với gương mặt cũng như là hàm trên của mình, khiến cho khuyết điểm gương mặt của mình không xinh đẹp lắm ạ. Đó, thì bạn MC cứ nói về nhân vật hoặc hình phim gì tôi không biết đó, mình cách phim này có lâu chưa? Thì có chưa? Chắc mình không để ý phim này thì bạn nói là cứ mỗi lần đi học mà bị trêu chọc là rất là bạn ức chế. Thì tôi mới hỏi mới nhớ là chắc chắn cái phim này cái gì đó. Đó là cái câu chuyện mình thấy nó tội nghiệp đó. Đó là chúng ta bị khiếm khuyết về ngoại hình thì tôi mong rằng là mọi người cũng đừng mấy ai cũng như là nhỏ mà học trò mà ta nhất là nhất quỷ gì ma thứ ba học trò mà đã quậy hết đó, ok đó. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng là nếu chúng ta nói nhiều lần lặp đi lặp lại là các bạn sẽ tổn thương, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu rằng là không ai sinh ra được hoàn hảo đặc biệt ngoại hình. Thì nếu chúng ta thấy gì chúng ta cũng nên hạn chế. Vì chúng ta biết rằng trong nhiều người, nhiều bạn, tôi mổ rất nhiều trường hợp. Nhiều bạn chỉ bị, cái bạn này nhìn thì bị cũng nặng nhưng không phải quá xấu đâu. Nhưng mà mình cứ nói đi nói lại nó ám ảnh vô, ám thị vô cơ đầu người ta sẽ rất là tổn thương. Và có nhiều bạn mà tụi nó tổn thương tôi lý rất nặng. Ra đường lúc nào cũng nhìn cũng đeo khẩu trang, bạn này là cũng đeo khẩu trang thường xuyên. Sáng nay tôi thấy đeo khẩu trang thôi, bên chơi sau đeo khẩu trang thôi. Dạ em đeo khẩu trang từ đó về thành thói quen thôi, em ra đường không muốn người ta thấy đó. Và trong những cái tổn thương mà tổn thương tâm lý của trẻ, đặc biệt là tuổi dậy thì đó, là một cái tổn thương rất là nặng nề. Cho nên là những cái tổn thương về tâm lý, tổn thương về tinh thần ở tuổi dậy thì đó, là một tổn thương rất là nặng. Nên là tôi ấn tượng là bạn này bị những cái trò chơi của trẻ mà người ta chơi gặp. Còn cảnh này rất là khá nghèo, đi làm công nhân ở Hà Nội, từ Bắc Giang đó. Thì chính vì hoàn cảnh nghèo cho nên chúng tôi phải hỗ trợ là trong chương trình nhan sắc mới, khẩu độ mới đó. Đó là một cái. Và bạn này cũng nói là em theo chương trình em biết lâu rồi, em biết thầy giáo Vinh Thục. Thầy giáo Vinh Thục là một thạc sĩ dạy trường chuyên Lê Quý Đôn ở Nam Định. Trước đây thầy cũng có hoàn cảnh giống vậy, cũng xin ra trường học tới cao học rồi nhưng mà không có việc làm chỉ vì ngoại hình đó. Thì qua câu chuyện này chúng tôi, tất cả câu chuyện mà chúng tôi làm, chúng tôi mổ, chúng tôi chia sẻ là tất cả câu chuyện thật hết. Cho nên là tôi thấy được là cái nào chúng ta nên hạn chế. Khiếm khuyết ngoại hình thì không ai mong muốn hết, chúng ta không nên trêu chọc, trêu đùa, nó làm tổn thương tội nghiệp người ta. Dạ vâng, em cũng xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ ạ. Thì trước khi mà mình kết thúc livestream ngày hôm nay thì em cũng xin nhờ bác sĩ là mình gửi lời chào đến quý vị khán giả. Rồi, rất là cảm ơn các bạn luôn theo dõi chương trình phẫu thuật về tạo hình nằm mặt cũng như tất cả phẫu thuật của bệnh viện Thẩm mỹ JW. Thì sẽ có nhiều bác sĩ phẫu thuật, nhiều dịch vụ. Mỗi lần phẫu thuật những ca đặc biệt của mặt sẽ có một câu chuyện mà nó rất là hay, một câu chuyện rất là chia sẻ. Đây là một cái chương trình mà tôi nghĩ là chúng ta cùng tham gia, cùng chia sẻ động viên để giúp đỡ rất nhiều người có hoàn cảnh mà có cái ngoại hình khiếm khuyết. Mà chương trình chúng tôi đang hoàn thành trong 4 năm qua là chương trình nhan sắc mới, cơ đồ mới. Một người cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người buổi chiều vui vẻ.